Kính chào quý vị, chào các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Trong chương trình thời sự tối nay, thứ hai ngày 3 tháng 8 năm 2020, có những nội dung chính sau đây. Toàn tỉnh có 13 sản phẩm chè được đăng ký nhãn hiệu hàng hóa và tem truy xuất nguồn gốc. Hàm Yên phấn đấu đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào năm 2025. Các bến xe khách trên địa bàn tỉnh thực hiện các biện pháp chống dịch, kiểm soát tốt phương tiện ra vào bến, phòng chống dịch COVID-19. Trong phần tin quốc tế, Philippines tái áp đặt lệnh phong tỏa nghiêm ngặt tại Manila. Mưa lớn gây thiệt hại nặng ở Hàn Quốc. Sáng nay 3 tháng 8, Ban Thường vụ Huyện ủy Na Hang đã có buổi làm việc với xã Thanh Tương về kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Theo kế hoạch, Thanh Tương sẽ là xã thứ tư của huyện Na Hang về đích nông thôn mới vào cuối năm nay. Đến thời điểm này, xã Thanh Tương đã đạt 13 trên 19 tiêu chí nông thôn mới. Các tiêu chí chưa đạt là giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, nhà ở dân cư, thu nhập, tỷ lệ hộ nghèo, môi trường và an toàn thực phẩm. Đây là những tiêu chí khó đạt nhất trong bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ hơn một số nội dung về đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất tại các trường học, các tuyến đường liên thôn, xây dựng mô hình tổ hợp tác. Thời gian tới sẽ tập trung tuyên truyền, nâng cao vai trò của người dân trong quá trình thực hiện xây dựng nông thôn mới, tiếp tục tranh thủ các nguồn vốn đầu tư, huy động nguồn lực tại chỗ để thực hiện các tiêu chí còn lại. Qua 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020, Hàm Yên đã tạo những dấu ấn quan trọng với hầu hết các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đều đạt và vượt mục tiêu đề ra, ghi nhận của phóng viên thời sự. Thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 20, nhiệm kỳ 2015-2020, huyện Hàm Yên đã đạt được những kết quả nổi bật. Kinh tế của huyện tiếp tục tăng trưởng, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 31 triệu đồng một người một năm, tăng bình quân 6,5% một năm. Huyện đã tập trung thực hiện hai lĩnh vực đột phá về phát triển hàng hóa, sản phẩm nông lâm nghiệp và phát triển các ngành dịch vụ thương mại, du lịch. Tập trung thực hiện các chương trình, nhiệm vụ trọng tâm, đạt kết quả quan trọng và toàn diện trên các lĩnh vực. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong huyện Hàm Yên tiếp tục phát huy cái truyền thống đoàn kết, khắc phục khó khăn, bám sát cái phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, các cái giải pháp mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 20 đã xác định. Đến thời điểm này đã đạt được rất nhiều kết quả quan trọng và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Trong nhiệm kỳ 2020-2025, với phương châm đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, phát triển, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong huyện nêu cao quyết tâm chính trị, phát huy thành quả đạt được, khắc phục khó khăn, thực hiện các chủ trương giải pháp phát triển toàn diện các lĩnh vực kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Phấn đấu Hàm Yên đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào năm 2025. Trong nhiệm kỳ 2020-2025, mục tiêu của huyện Hàm Yên xây dựng huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới, văn kiện trình Đại hội Đảng bộ lần thứ 21 thì đã xác định cái lĩnh vực đột phá là xây dựng huyện nông thôn mới gắn với lại phát triển nông lâm nghiệp hàng hóa hiệu quả bền vững, tập trung phát triển một số cái sản phẩm mà chủ lực có lợi thế. Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hàm Yên lần thứ 21 nhiệm kỳ 2020-2025 được tổ chức từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 8. Với những kết quả đã đạt được trong phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Đảng, tin tưởng đại hội sẽ đề ra được những quyết sách quan trọng để huyện có sự phát triển vượt bậc trong nhiệm kỳ mới. Lựa chọn cây trồng chủ lực để phát triển kinh tế trong thời gian qua đã góp phần đưa địa phương trên địa bàn tỉnh nâng cao thu nhập, đời sống nhân dân, xây dựng nông thôn mới. Cùng với đó là việc tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị, xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu cho sản phẩm cũng được các địa phương đặc biệt chú trọng. Chè Vĩnh Tân là cây công nghiệp mũi nhọn của xã Tân Trào. Vĩnh Tân cũng là làng nghề đầu tiên của tỉnh Tuyên Quang. Phát huy thuận lợi về khí hậu thổ nhưỡng, người dân Vĩnh Tân đã xây dựng vùng nguyên liệu ổn định và sản phẩm chè chất lượng cao. Sự liên kết giữa người dân với hợp tác xã đã giúp cho Tân Trào xây dựng được thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm và được người tiêu dùng biết đến. Sản phẩm chè của địa phương không chỉ nổi tiêu mà đã được xuất khẩu sang thị trường Đông Âu. Hợp tác xã chè Vĩnh Tân của tôi đang hướng làm hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất thì mình đang... Hợp tác xã mình đang chia làm một nơi sản xuất xuất khẩu và một nơi mình nội tiêu. Thì mình cũng đang hướng cho cái nội tiêu là đạt chuẩn hữu cơ.
Cái hai là cái xuất khẩu của mình thì nó cũng phải cần thời gian để khẳng định được mình thì bà con mới gắn bó. Không chỉ ở Tân Trào, cây chè cũng là một trong những cây trồng chủ lực của nhiều địa phương, góp phần nâng cao thu nhập, đời sống kinh tế của người dân. Nhiều giống chè chất lượng năng suất cao đã được người dân, doanh nghiệp đưa vào trồng thay thế cho giống chè trung du trước đây. Việc sản xuất theo hướng an toàn, sản xuất hữu cơ được chú trọng. Các ngành chức năng cũng tăng cường công tác quản lý chất lượng sản phẩm, đồng hành cùng người dân chuyển đổi từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa. Toàn tỉnh đã có 13 sản phẩm chè được đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, có tem truy xuất nguồn gốc. Chi cục đã phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn về vấn đề về trồng trọt để đưa ra cái chất lượng búp chè. Đồng thời, chi cục đã tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm trong sản xuất chế biến chè, lấy mẫu, kiểm nghiệm để công bố cái sản phẩm theo tiêu chuẩn quy định. Đồng thời, hướng dẫn cơ sở thực hiện cái dán tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Để sản phẩm chè Tuyên Quang ngày càng vươn xa tới thị trường trong nước và quốc tế, Tuyên Quang đã có nhiều giải pháp như tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị, tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp, các tổ hợp tác phối hợp sản xuất để có sản phẩm chất lượng. Cùng với đó là việc thiết lập các kênh phân phối sản phẩm nhằm quảng bá thương hiệu, giúp có thị trường tiêu thụ ổn định, mang lại thu nhập cao cho người dân. Những nội dung đáng chú ý sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình. Đảm bảo một kỳ thi tốt nghiệp an toàn, yên lòng người dân. Từ hôm nay, nghị quyết về giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp của năm 2020 chính thức có hiệu lực. Thưa quý vị và các bạn, qua rà soát đến 16 giờ chiều nay, tại Tuyên Quang có 1.007 người đi từ Đà Nẵng, Quảng Ngãi trở về. Số mẫu xét nghiệm trong ngày là 22 mẫu, 253 mẫu có kết quả trong ngày đều âm tính, không nhiễm COVID-19. Như vậy, hiện tổng số trường hợp nghi ngờ đang được cách ly theo dõi trên toàn tỉnh là 911, có 211 trường hợp có quyết định cách ly tại nhà, 680 trường hợp tự theo dõi, 11 trường hợp đang cách ly tại cơ sở y tế, 9 trường hợp cách ly tại cơ sở cách ly tập trung, 911 trường hợp không sốt, sức khỏe bình thường. Những trường hợp này đã được cách ly theo dõi sức khỏe. Hiện nay, ngành y tế vẫn tiếp tục rà soát và khuyến cáo đến người dân những trường hợp đi từ vùng có dịch trở về địa phương cần báo cho cơ quan chức năng để được khai báo y tế và quản lý theo dõi sức khỏe. Dịch COVID-19 đang có những diễn biến mới phức tạp ở nhiều địa phương trên cả nước. Tại Tuyên Quang, công tác phòng chống dịch đang được tích cực triển khai và nhận được sự đồng tình ủng hộ của đại bộ phận người dân. Thời điểm hiện tại, chưa có ca mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh, vẫn còn một số người dân lơ là chủ quan trước dịch bệnh. Em cũng cảm thấy khá là hoang mang ạ. Bản thân em thì khi mà đến chỗ đông người thì em luôn luôn đeo khẩu trang để bảo vệ bản thân mình ạ. Em thấy có ca tử vong nên là em rất là lo lắng về cái dịch bệnh này. Theo em là tốt nhất là ra đường thì nên đeo khẩu trang. Dù có hay không sự lo lắng trước làn sóng thứ hai của dịch COVID-19, đa số người dân đã chủ động đảm bảo an toàn cho bản thân trước dịch bệnh. Tuy nhiên, cũng không khó để bắt gặp những cảnh như thế này tại một số khu vực như bờ hồ Đài Tưởng Niệm hay các khu tập thể thao tự do, mặc dù đã được khuyến cáo hạn chế tụ tập đông người và đeo khẩu trang để phòng tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh. Một số người dân còn lơ là chủ quan, chưa thật sự chú trọng tới các biện pháp phòng chống dịch. Nói chung là trên đài báo chí là thông tin rồi, nhưng mà ông biết như thế nhưng mà thấy nó bình thường thôi, chả có gì cả. Nhìn chung là tôi cũng thấy bình thường, chứ không có gì lo lắng, bởi vì là mình thì là phòng tốt thôi. Hiện tại Tuyên Quang chưa có ca mắc COVID-19. Tuy nhiên, người dân cũng không nên lơ là chủ quan, bởi theo các thông tin y tế, dịch COVID-19 giai đoạn 2 này có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, nguy cơ lây lan diện rộng. Vì thế, cần nâng cao ý thức phòng chống dịch để đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng. Xin được chuyển sang các thông tin khác. Chỉ còn ít ngày nữa sẽ diễn ra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Tại thời điểm này, nhiều thí sinh không tránh khỏi căng thẳng và áp lực. Và lúc này, hơn ai hết, cha mẹ chính là những người đồng hành, chia sẻ, động viên tinh thần, giúp các thí sinh vững tin hơn trước khi bước vào kỳ thi này. Những ngày này, Khánh Ly đang tập trung ôn tập cho giai đoạn nước rút. Em đã đề ra lộ trình cụ thể và có phương pháp học riêng để giúp ghi nhớ kiến thức một cách hiệu quả nhất. Tuy nhiên, dịch COVID-19 đã khiến năm học vừa qua có khá nhiều thay đổi và làm gián đoạn phần nào quá trình học tập, ôn luyện. Do vậy, cũng giống với tâm lý của nhiều học sinh khác, mỗi khi cận kề một kỳ thi, Ly không tránh khỏi sự lo lắng.
Sắp đến ngày thi thì là em rất là cảm thấy lo lắng và áp lực cho cái kỳ thi sắp tới của mình, tại vì đây là bước ngoặt của cuộc đời em. Với bố mẹ của Khánh Ly, đây là thời gian cần đặc biệt quan tâm chăm sóc sức khỏe cũng như động viên tinh thần cho con. Việc hiểu rõ năng lực học tập và tôn trọng khả năng của con, không đặt nặng kết quả là chìa khóa để bố mẹ giúp con ổn định tâm lý, giảm bớt lo âu. Tôi thì cũng chỉ động viên cháu là thôi, con học hành cùng với mẹ cả nghỉ ngơi cũng phải bố trí thời gian làm sao đấy cho nó hợp lý, nó cân bằng và để đảm bảo sức khỏe. Với bản thân tôi thì trong cái thời gian này cháu học cũng rất là vất vả, thời gian cũng là gấp rút rồi nên là thường xuyên thì tôi cũng quan tâm đến cái bữa ăn hàng ngày cho con hơn trước. Sự đồng hành của cha mẹ trong hành trình phát triển của con luôn là điều vô cùng cần thiết. Và điều đó càng quan trọng hơn khi con bước tới những dấu mốc quan trọng của cuộc đời. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đang đến rất gần. Bên cạnh nỗ lực của chính các thí sinh, thì sự quan tâm, chia sẻ, khích lệ từ những người thân sẽ là động lực giúp các em có tâm thế vững vàng vượt qua kỳ thi quan trọng này. Thời gian nghỉ hè là lúc các em thiếu nhi được nghỉ ngơi sau một năm học tập. Việc được tổ chức các sân chơi bổ ích, các hoạt động ngoại khóa sôi nổi giúp các em phát triển toàn diện. Chương trình Sao Nhí Thành Tuyên lần thứ nhất với chủ đề Khởi đầu đam mê vừa được tổ chức không chỉ giúp các em có thêm kỹ năng trong cuộc sống mà còn phát hiện tài năng, nuôi dưỡng ước mơ cho các em. Những giọng ca trong trẻo, những vũ điệu sôi nổi, hay những màn trình diễn thời trang đầy tự tin. Các em nhỏ từ 3 đến 15 tuổi đến từ Tuyên Quang, Hà Giang, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Yên Bái và Hà Nội đã có những trải nghiệm thú vị khi tham gia chương trình Sao Nhí Thành Tuyên. Nhiều em đã thể hiện được tài năng, sự tự tin, khả năng biểu diễn trên sân khấu, giúp các em có thêm động lực để nuôi dưỡng ước mơ của mình. Con cảm thấy rất là thích thú. Vì khi mà con tham gia hoạt động này thì giúp con tự tin hơn, thể hiện được ước mơ của con và con học hỏi được rất là nhiều điều mới. Lần đầu tổ chức, chương trình đã thu hút gần 40 thí sinh là các em nhỏ yêu thích nghệ thuật, có năng khiếu ở các lĩnh vực như hát, múa, hội họa, diễn kịch, làm MC, trình diễn thời trang tham gia. Dù ở lứa tuổi khác nhau, nhưng có một điểm chung đó là các em luôn nhận được sự ủng hộ của gia đình với mong muốn các em có khả năng phát huy năng khiếu của mình. Gia đình rất ủng hộ những chương trình như này. Cháu nhà mình có tham gia một vài chương trình như là biểu diễn thời trang và nhảy hip hop ở đây. Thế mà gia đình rất là háo hức đưa cháu đến từ rất sớm. Cái điều tuyệt vời nhất tôi muốn truyền tải đến là muốn cho các bé tự tin, dám có cái ước mơ hoài bão bước lên sân khấu nghệ thuật. Ban tổ chức đã trao giải quán quân và các giải phụ cho những thí sinh có phần thể hiện xuất sắc nhất, đồng thời dành tặng 10 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thành phố Tuyên Quang, thành lập quỹ ủng hộ các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Tuyên Quang. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Sở Giao thông Vận tải Tuyên Quang đã chỉ đạo các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh vận tải, đặc biệt là vận tải hành khách, tăng cường các biện pháp phòng dịch trong tình hình mới. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có gần 100 tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh và nội tỉnh với trên 300 phương tiện hoạt động. Ngay sau khi dịch COVID-19 bùng phát trở lại tại một số tỉnh, các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách trên địa bàn đã chủ động yêu cầu nhân viên và các hành khách đi trên xe phải đeo khẩu trang y tế, sử dụng nước rửa tay sát khuẩn. Là lên xe, xuống xe là bọn em sẽ khử trùng bằng cái nước dung dịch. Cái thứ hai nữa là lên xe là bọn em là toàn bộ quán triệt là tất cả là 100% đeo khẩu trang hết. Đối với những xe khách chạy các tuyến liên tỉnh, đội ngũ nhân viên lái phụ xe cũng thường xuyên khuyến cáo hành khách chấp hành việc đeo khẩu trang, đồng thời trang bị đầy đủ nước sát khuẩn phục vụ hành khách cũng như vệ sinh khử trùng, phòng dịch đối phương tiện theo đúng quy định. Để đảm bảo an toàn cho hành khách và chủ động trong công tác phòng chống dịch COVID-19, hiện nay Sở Giao thông Vận tải Tuyên Quang đã yêu cầu tạm dừng tất cả các hoạt động vận tải hành khách bằng tuyến cố định liên tỉnh, xe hợp đồng, xe du lịch đi và đến các địa phương có dịch như Quảng Nam, Đà Nẵng, đồng thời yêu cầu các bến xe khách trên địa bàn tỉnh thực hiện các biện pháp chống dịch, kiểm soát tốt phương tiện ra vào bến, cũng như yêu cầu đội ngũ lái xe, nhân viên phục vụ, hành khách chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch COVID-19.
Thành khách thành phố Tuyên Quang chúng tôi cá nhất triển khai cho toàn bộ các đoàn viên thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid. Thứ nhất là chấp hành đeo khẩu trang, tất cả hành khách trên xe mà bắt buộc phải đeo khẩu trang, và một xe là chạy tuyến đi miền Nam chạy qua Đà Nẵng và Quảng Ngãi là tuyệt đối không được đón trả khách tại khu vực hai tỉnh là hai trọng điểm của dịch hiện nay. Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19 từ hoạt động vận tải hành khách cũng chính là hoạt động thiết thực nhằm hạn chế lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Sáng ngày 3 tháng 8, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 7 năm 2020 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thảo luận về việc thực hiện mục tiêu kép, nhiệm vụ ngày càng nặng nề hơn trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 bước sang giai đoạn 2. Ngay sau khi dịch tái xuất hiện, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống COVID-19, đặc biệt là Thường trực Chính phủ, đã có 3 phiên họp để chỉ đạo công tác chống dịch trên tinh thần thần tốc, cương quyết dồn mọi nguồn lực để xử lý triệt để các ổ dịch. Dịch lần 2 phức tạp, chúng ta vẫn tiếp tục coi chống dịch như chống giặc. Mỗi gia đình, mỗi thôn, bản, làng xóm là một pháo đài, mỗi người dân một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch bệnh. Dồn mọi nguồn lực xử lý triệt để các ổ dịch, nhất là ổ dịch của Đà Nẵng là rất trọng tâm. Cố gắng trong thời gian đầu tháng 8 này là thời gian mang tính quyết định có bùng phát quy mô lớn hay không. Và tập trung sức cái này rất quyết liệt ở mọi cấp, mọi ngành, đặc biệt là những ổ dịch mà đã được phát hiện và đã được phát hiện trong cái tuần này. Thủ tướng nêu rõ, Chính phủ, các thành viên Chính phủ đánh giá cao những chiến sĩ áo trắng trong tuyến đầu ở các địa phương có dịch. Nhiều nơi đã có những biện pháp hết sức sáng tạo, đặc biệt những trung tâm lớn của thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội đều sẵn sàng có biện pháp mạnh mẽ hơn, bao vây, dập dịch. Thủ tướng đề nghị các thành viên Chính phủ cần thảo luận thêm những biện pháp giữ được số doanh nghiệp đăng ký mới, không đổ gãy, bởi đây là một yêu cầu rất lớn. Liên quan đến kinh tế, xã hội, tôi đề nghị các đồng chí phải có những biện pháp cụ thể, thiết thực để xin Chính phủ, báo cáo Chính phủ, trình Bộ Chính trị, Ủy ban Thường vụ Quốc hội một số chủ trương mới để có một cái định hướng rõ hơn trong 5 tháng còn lại, cũng như là trong năm 21. Thủ tướng đề nghị cần có những biện pháp ứng phó kịp thời hơn, trong đó có vấn đề rất lớn mà xã hội rất quan tâm là kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ được tổ chức vào ngày 8 đến ngày 10 tháng 8 tới đây, theo hướng đảm bảo một kỳ thi an toàn, tốt đẹp và đồng thời cũng để yên lòng người dân. Sau đây là một số thông tin kinh tế trong nước đáng chú ý. Từ hôm nay, nghị quyết về giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp của năm 2020 chính thức có hiệu lực. Những tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa dịch vụ có thu nhập chịu thuế thuộc đối tượng áp dụng của nghị quyết này gồm doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam, tổ chức được thành lập theo luật hợp tác xã năm 2012, đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam, tổ chức khác có hoạt động sản xuất kinh doanh có thu nhập được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam. Dịch COVID-19 ngày càng lan nhanh trên thế giới, tiếp tục gây ảnh hưởng tiêu cực tới hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam. Tính chung 7 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước tính đạt 145,79 tỷ đô la Mỹ. Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong 7 tháng qua với kim ngạch đạt 37,9 tỷ đô la Mỹ, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước. Tiếp đến là thị trường Trung Quốc đạt 23,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 18,4%. Chính phủ Philippines tuyên bố từ rạng sáng ngày 4 tháng 8 sẽ áp đặt lệnh đóng cửa nghiêm ngặt hơn ở khu vực bên trong và xung quanh thủ đô Manila trong vòng 2 tuần. Tổng thống Philippines Duterte đã ra lệnh tái áp đặt tình trạng kiểm dịch nghiêm ngặt tại vùng thủ đô Manila và khu vực lân cận. Quyết định về lệnh phong tỏa được đưa ra sau khi 80 tổ chức địa phương đại diện cho 80.000 bác sĩ và 1 triệu y tá kêu gọi siết chặt hơn các hoạt động kiểm soát dịch tại Philippines. Các bác sĩ cảnh báo nguy cơ sụp đổ của hệ thống y tế tại nước này do số ca bệnh tiếp tục tăng cao. Tổng thống Duterte đã phê chuẩn bổ sung thêm 20 triệu việc làm cho người nghèo và tuyển dụng thêm khoảng 10.000 nhân viên y tế để tăng cường cho lực lượng lao động hiện tại. Nhân viên y tế cũng sẽ được nhận thêm quyền lợi như trợ cấp rủi ro khi chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân COVID-19 ở các cơ sở điều trị tư nhân, bảo hiểm nhân thọ, chỗ ở miễn phí.
vận chuyển miễn phí, xét nghiệm miễn phí và thường xuyên. Tại Hàn Quốc, ít nhất 6 người đã thiệt mạng và 7 người vẫn còn mất tích do những trận mưa xối xả gây lở đất và lũ lụt ở miền trung nước này trong ngày 2 tháng 8. Giới chức Hàn Quốc cho biết những trận mưa xối xả đã trút xuống hầu hết khu vực tại quốc gia này vào cuối tuần qua, khiến 6 người thiệt mạng và 7 người khác mất tích. Đại diện Bộ Nội vụ và An toàn Hàn Quốc cho biết lượng mưa lớn đã gây ra lở đất ở hàng chục địa điểm, gây ngập khu vực dân cư và đường giao thông, làm hỏng một số công trình ven sông. Phần lớn thiệt hại xảy ra ở khu vực đô thị Seoul và khu vực trung tâm. Vùng phụ lân cận cũng ở trong tình cảnh ngập lụt nghiêm trọng. Bộ Nội vụ và An toàn Hàn Quốc cho biết ít nhất 6 người thiệt mạng do tình trạng lở bùn. Một số thành phần của công trình xây dựng bị phá hủy sau vụ lở đất hoặc bị nước cuốn trôi. Các quan chức của Bộ Nội vụ và An toàn Hàn Quốc cho biết một người đã thiệt mạng vào ngày 1 tháng 7 và 5 người còn lại vào ngày 2 tháng 8. Tất cả đều ở khu vực thủ đô Seoul hoặc khu vực trung tâm. Trận mưa xối xả cũng khiến 6 người bị thương và 360 người khác bị mất nhà cửa. Một số địa phương bị ảnh hưởng đã buộc phải ngừng dịch vụ đường sắt và phong tỏa tuyến đường bộ. Hãng tin Reuters đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đồng ý cho Biden 45 ngày để đàm phán tại nền tảng TikTok của tập đoàn Microsoft. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên kế hoạch cấm TikTok tại Mỹ sau khi bác bỏ ý tưởng mua lại của Microsoft. Tuy nhiên, sau cuộc thảo luận giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và CEO Microsoft Nadella, gã khổng lồ phần mềm này đã chính thức tuyên bố trên trang web của mình rằng họ sẽ tiếp tục đàm phán với Biden và hy vọng có thể đi đến một thỏa thuận vào ngày 15 tháng 9 tới. Được biết, cuộc đàm phán giữa Microsoft và Biden sẽ được giám sát bởi Ủy ban Đầu tư nước ngoài tại Mỹ, cơ quan có thể phủ quyết bất cứ mọi thỏa thuận nào. Đáng chú ý, trong tuyên bố của mình, không có gì chắc chắn là Microsoft có thể đạt được một thỏa thuận với Biden. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ 2 tháng trên trạm vũ trụ quốc tế, tàu SpaceX đã đưa 2 phi hành gia hạ cánh an toàn ở vịnh Mexico ngày 2 tháng 8, theo giờ địa phương, tức 1 giờ 28 phút giờ Hà Nội. SpaceX đã đưa 2 phi hành gia quay trở lại trái đất vào ngày 2 tháng 8 trong giai đoạn cuối của một sứ mệnh lịch sử được thực hiện cách đó 9 tuần, đồng thời mở ra cánh cửa cho kế hoạch thương mại hóa hoàn toàn các chuyến bay đưa con người vào không gian. Dưới sự giám sát của NASA, cuộc thử nghiệm trên đã đưa 2 phi hành gia là Bob Behnken và Duhuli tới trạm vũ trụ quốc tế ISS trên tên lửa đẩy SpaceX Falcon 9, đánh dấu lần đầu tiên một công ty tư nhân đưa con người vào không gian. Công ty vũ trụ tư nhân của tỷ phú Elon Musk đang hy vọng sẽ đưa 3 phi hành gia Mỹ tới ISS sau cuộc thử nghiệm thành công này trên chuyến bay thương mại hoàn toàn vào không gian trước cuối tháng 9, và NASA sẽ trả chi phí cho mỗi ghế trên chuyến bay này. SpaceX cũng thông báo một sứ mệnh tiếp theo đưa 4 phi hành gia, trong đó có 1 phi hành gia Nhật Bản và 1 phi hành gia châu tới ISS vào đầu năm sau. 7NI Holding, nhà điều hành chuỗi cửa hàng tiện lợi 7-Eleven của Nhật ngày 3 tháng 8 cho biết, chi nhánh 7-Eleven Mỹ sẽ mua lại Shipway, mạng lưới cửa hàng tiện lợi và trạm xăng với giá 21 tỷ đô la Mỹ để mở rộng nguồn thu từ nước ngoài do thị trường trong nước bão hòa. Shipway hiện là nhà điều hành chuỗi cửa hàng tiện lợi lớn thứ 3 của Mỹ khi sở hữu tới 3.900 trạm xăng với các cửa hàng tiện lợi trên khắp nước Mỹ. Với thương vụ mua bán này, dường như 7NI Holding đang đặt cược vào tiềm năng mở rộng thị trường tại Mỹ trong bối cảnh ngành kinh doanh bán lẻ trong nước tại Nhật Bản đang đối mặt với triển vọng tăng trưởng ảm đạm. Trước đó, 7NI Holding từng hủy bỏ kế hoạch mua lại Speedway hồi tháng 3, thời điểm khi tập đoàn bán lẻ này của Nhật Bản không thương lượng được về giá mua trong các cuộc đàm phán độc quyền với Marathon. Speedway nhiều khả năng sẽ phải đối mặt với áp lực để nhanh chóng tạo ra lợi nhuận tương xứng với việc mua lại Speedway quy mô lớn trong bối cảnh môi trường kinh doanh ngày càng khắc nghiệt hơn giữa lúc đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trên toàn cầu. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Bộ Y tế đã liên tục ra các thông báo khẩn về các địa điểm có liên quan tới bệnh nhân mắc COVID-19 để phục vụ cho công tác tìm kiếm, tư vấn, sàng lọc những người có nguy cơ. Bộ Y tế đã ra thông báo khẩn số 22 đề nghị những người đã đến 5 địa điểm và 2 chuyến bay có liên quan tới ca bệnh COVID-19 cần liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất để được hỗ trợ tư vấn. Chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn nhanh thạc sĩ bác sĩ Lê Đào Bích, Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang,
để làm rõ hơn nội dung này. Trước tiên rất cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham gia cuộc phỏng vấn của chúng tôi. Thưa bác sĩ, xin bác sĩ cho biết là theo thông báo khẩn số 22 của Bộ Y tế thì người dân cần phải lưu ý và liên hệ ngay với các cơ sở y tế trong trường hợp là đã đến các địa điểm và các chuyến bay nào ạ? Thông báo mới nhất là cái thông báo số 22 của Bộ Y tế thì có thông báo gồm 5 địa điểm và 2 chuyến bay. 5 địa điểm đó là cái quán Nhung ớt số 10 Phạm Quang Ánh, An Hải, Bắc Sơn Trà của thành phố Đà Nẵng vào chiều tối ngày 18 tháng 7. Thứ hai là Homestay Huế Villa tại 27 Lê Trung Đình, phường Thuận Lộc, thành phố Huế, Thừa Thiên, Đà Nẵng vào ngày 23-24 tháng 7. Và khách sạn Merikyu của Bà Nà Hill, thành phố Đà Nẵng vào ngày 19-20 tháng 7. Rồi quán cà phê Mắt Biếc ở 68 Bao Vinh, Hương Trà, Thừa Thiên Huế vào tối ngày 23 tháng 7. Và khách sạn Alice Hội An ở số 9 Phan Bội Châu, Hội An, Quảng Nam vào cái thời gian là ngày 20-21 tháng 7. Và các hành khách đã từng bay trên 2 chuyến bay từ Đà Nẵng đến Buôn Ma Thuột tại số hiệu bay VN1915 ngày 25 tháng 7 và cái số hiệu VN119 của Đà Nẵng đến thành phố Hồ Chí Minh cũng ngày 25 tháng 7. Đề nghị những người dân đã từng đi đến các cái địa điểm này và đi trên 2 chuyến bay này thì cần liên hệ ngay với cơ sở y tế gần nhất để được hướng dẫn những cái biện pháp cách ly phù hợp cũng như là xét nghiệm. Vâng ạ, vậy người dân có thể liên hệ với các cơ quan y tế theo những cách thức như thế nào ạ? Khi mà chúng ta đi về những cái vùng có dịch thì phải tự giác khai báo y tế, đồng thời nếu có các cái triệu chứng ho sốt thì phải thông báo cho cơ sở y tế gần nhất, cụ thể là trạm y tế xã phường, hai nữa là cơ quan y tế dự phòng, tức là trung tâm kiểm soát bệnh tật của tỉnh hoặc là trung tâm y tế của các huyện, thành phố, và ba nữa là các bạn có thể gọi theo số điện thoại đường dây nóng 1900 9095 hoặc số điện thoại đường dây nóng của sở y tế 0965361010. Đây là những cái số điện thoại mà các bạn có thể gọi trực tiếp khi mà có những vấn đề gì cần phải được thắc mắc, giải đáp hoặc khai báo y tế. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn bác sĩ ạ. Thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự tối thứ hai ngày 3 tháng 8 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Ngay sau đây sẽ là thông tin dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai và chuyên mục khuyến nông Tuyên Quang. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Tin cảnh báo lũ quét sạt lở đất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Hiện nay, giải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Bắc Bộ nối với hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ cơn bão số 2 và cơn bão Hagupit ở phía đông đảo Đài Loan đang hoạt động mạnh. Dự báo, do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới phân tích trên, nên từ nay đến ngày 5 tháng 8, các khu vực trong tỉnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 20-50mm trong 24 giờ, có nơi trên 80mm trong 24 giờ. Cảnh báo, trên địa bàn tỉnh có khả năng xảy ra các hiện tượng thủy văn nguy hiểm như lũ quét, sạt lở đất. Các huyện có nguy cơ cao gồm Lâm Bình, Na Hàng, Chiêm Hóa, Hàm Yên, Yên Sơn. Các huyện có nguy cơ trung bình, Sơn Dương, thành phố Tuyên Quang. Cảnh báo rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất cấp 1. Bản tin dự báo thời tiết đêm mùng 3 ngày mùng 4 tháng 8 năm 2020. Khu vực vùng núi phía Bắc gồm các huyện Hàm Yên, Chiêm Hóa, Na Hàng, Lâm Bình. Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28-30 độ, độ ẩm trung bình 85-90%. Khu vực đồi núi phía Nam gồm các huyện Yên Sơn, Sơn Dương. Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28-30 độ, độ ẩm trung bình 85-90%. Khu vực thành phố Tuyên Quang gồm 15 xã phường. Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28-30 độ, độ ẩm trung bình 85-90%. Để giúp người trồng lúa thực hiện tốt việc phòng trừ sâu bệnh hại nhằm ổn định về năng suất, chất lượng và nâng cao hiệu quả kinh tế vụ lúa mùa, trong chuyên mục khuyến nông hôm nay, Trung tâm khuyến nông phối hợp với Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật hướng dẫn kỹ thuật phòng trừ một số loại sâu bệnh hại lúa mùa như sau. 1. Ốc bươu vàng. Tác hại: ốc bươu vàng ăn phiến lá và nõn lúa. Ốc hoạt động cả ngày lẫn đêm, nhưng hoạt động mạnh nhất vào sáng sớm và chiều tối. Ốc có thể cắn trụi tới tận gốc lúa,
cây lúa khó có khả năng phục hồi. Biện pháp phòng trừ, biện pháp thủ công, trước khi gieo cấy cần vệ sinh đồng ruộng, dọn sạch cỏ dại, khơi rãnh xung quanh ruộng để ốc tập trung vào rãnh thuận tiện cho việc thu gom ốc bằng tay. Đối với những ruộng trũng có nước quanh năm, có nhiều ốc nên cắm cọc để ốc bò lên đẻ trứng và dùng các loại thức ăn ốc ưa thích như dây khoai lang, cây khoai nước, lá dơm bụt nhử ốc đến ăn tiện cho việc thu bắt. Sau khi thu bắt nên đập dập trứng và ốc hoặc nấu chín làm thức ăn cho gia súc gia cầm, hạn chế gieo xạ lúa ở những ruộng vụ trước, năm trước thường bị ốc gây hại nặng. Biện pháp khoa học, khi mật độ ốc từ 5 con 1 mét vuông trở lên có thể sử dụng một trong các loại thuốc sau: Bazone 700 WP, Dioto 250 EC, Catfish 70 WP, Snide 700 WP phun diệt trừ, nồng độ liều lượng theo hướng dẫn trên bao bì. Để trừ ốc bươu vàng hiệu quả nên phun thuốc 2 lần. Lần 1 phun trước khi gieo xạ cấy, tốt nhất từ 3 đến 5 ngày. Lần 2 phun ngay sau khi gieo xạ cấy để trừ số ốc còn sót lại sau phun lần 1. Khi phun thuốc duy trì mực nước 2 đến 3 cm là tốt nhất. 2. Sâu cuốn lá. Tác hại: sâu cuốn lá nhỏ, sâu non quấn dọc từng lá từ chóp lá xuống phiến lá. Sâu nằm trong ăn nhu mô lá xanh, để lại lớp màng mỏng làm cho lá lúa bạc trắng sơ xác. Mỗi sâu non có thể quấn và gây hại 5-7 lá. Sâu cuốn lá lớn, sâu nhà tơ quấn nhiều lá thành tổ, nằm bên trong ăn khuyết từng phần của lá lúa. Vào đầu vụ, sâu có thể quấn cả khóm lúa thành một búi rồi cắn cụt các khóm. Điều kiện phát sinh, ruộng lúa xanh tốt, rậm rạp, có bản lá rộng, ruộng gần bờ mương, đường đi, ruộng ven khu dân cư càng hấp dẫn ngài đến đẻ trứng. Mỗi năm sâu phát sinh 6-7 lứa gây hại nặng nhất trong vụ mùa, tập trung từ trung tuần tháng 8 đến đầu tuần tháng 9 trên lúa mùa chính vụ. Biện pháp phòng trừ, phát quang bờ ruộng để hạn chế nơi trú ngụ của bướm và sâu non. Sử dụng biện pháp hóa học khi sâu có mật độ cao, sử dụng các loại thuốc có tính tiếp xúc, nội hấp, lưu dẫn để trừ sâu cuốn lá. Regen 800 WG, Cyriford 858 EC, Ofatoc 400 EC, Actamex 400 EC, Paragon 555 EC, Vitaco 40 WG, pha thuốc và phun thuốc theo hướng dẫn trên bao bì. 3. Bệnh nghẹt rễ sinh lý. Biểu hiện của bệnh nghẹt rễ khi mới phát sinh: lá lúa chuyển màu vàng, đỉnh lá đỏ, khô. Bệnh nặng thì nhiều lá phía trên bị vàng đỏ, khô, cây lúa ngừng sinh trưởng, đẻ nhánh ít và bộ rễ ngừng phát triển, rễ thối đen. Nguyên nhân chính gây bệnh là do đất bị ngập úng, trũng hầu, chua phèn, yếm khí, tích tụ nhiều khí độc, thiếu oxy, chế độ phân bón không hợp lý, cấy sâu tay và bùn lắng bó gốc lúa, làm cho rễ lúa bị thâm đen, sinh trưởng kém. Hiện tượng này thường xảy ra khi bón phân hữu cơ chưa hoai mục, đất ruộng là đất sét tiệt nặng, ruộng bị ngập úng liên tục. Khi đó, trong đất tích tụ nhiều khí độc H2S gây trở ngại cho sự hô hấp bình thường của rễ lúa. Ngoài ra, khi không đủ oxy, các chất hữu cơ phân giải không hoàn toàn tạo ra các axit hữu cơ làm tăng độ chua của đất, tác động xấu đến sự hô hấp và sinh trưởng của rễ. Với ruộng lúa cấy, khi thấy lúa chớm bị bệnh, cần tháo kiệt nước vài ba ngày, sử dụng cho bếp vôi bột 25-40 kg một sào, phân lân từ 15-20 kg trên sào, vãi đều mặt ruộng, đồng thời làm cỏ sục bùn, phun phân bón qua lá. Khi thấy lúa ra rễ mới, lá xanh trở lại và có thêm lá non thì bón thúc thêm phân đạm và chăm sóc bình thường. Trên đây là hướng dẫn kỹ thuật phòng trừ một số sâu bệnh hại lúa vụ mùa, chúc bà con nông dân sản xuất đạt hiệu quả cao.